안녕하세요. 진짜. Bạn này tên Nhi nha. Nhi, nó nào? Nhi. Nhi. Nhi ơi, bạn có thể trao đổi với anh này và thông cảm cho anh là chưa thành tiếng Việt nên mình nói chậm chậm hen cho anh hiểu. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Bình Nhi. Năm nay mình 23 tuổi. Hiện tại mình là freelance dancer. Bạn thích nghe nhạc không? Music. Dạ dạ, em thích. Có thần tượng không? Có một cái K-pop idol nào không? Em không biết idol ở Hàn Quốc. Không quan tâm. Em chỉ nghe hip hop, rap ở Hàn Quốc. Yeah. 저도 hip hop 그리고 rap 관심 많아요. 이게 아. 그냥 từ từ em nói gì anh nghe không? Nói là có nhiều quan tâm hip hop. À, đúng không? Vậy là em biết tiếng Hàn hả? Dạ. Hay quá. Giao lưu luôn đi em. Rồi, ai dịch cho mình nghe? Tự dịch luôn. Nói xong nhớ dịch nha. Xin mời Nhi. Bây giờ em không biết nói gì. Nhi giới thiệu về bản thân mình nè. Gia đình mình gồm mấy người, đang theo đuổi ngành học nào, hay ước mơ ra sao? Rất nhiều điều để chia sẻ mà. Dạ thì nhà em có ba chị em và em đã học khoa Hàn Quốc học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và hiện tại đam mê lớn nhất của em là nhảy, cho nên hiện tại em đang theo nhảy và em cũng có làm những ngành nghề liên quan đến tiếng Hàn. Kim Dung Dung có câu hỏi nào muốn dành cho cô ấy không? Muốn hỏi cô ấy cái gì không? Có. Một suy nghĩ một chút. Em nói tiếng Hàn Quốc cũng được, cậu hiểu đó. Em hỏi bằng tiếng Việt. Em gọi là bạn hoặc em. Em, anh. Dạ. Anh yêu em. Chưa biết. tôi dụ nhẹ. Ok. Em đã học tiếng Hàn thì cảm thấy thế nào? Tiếng Hàn ban đầu đối với em thì rất là thú vị, nhưng mà càng học em càng thấy nó rất là khó. Và đối với em thì ngôn ngữ nào cũng khó hết. Em nói là em là freelance dancer. 얼마나 했어요? 4년. 야? 저는 춤추는 거 시작하는 거 시작한 지는 4년. 근데 78 năm rồi. Không phải, dạ không, em nói là em tập nhảy được 4 năm. Dạ. Nhưng mà em đi làm nghề về nhảy thì được 2 năm. 2 năm. Hỏi cậu có thích lấy chồng Hàn Quốc không? Hỏi đi. Em có thích lấy chồng người Hàn Quốc không? Dạ thì đối với em thì nước nào không quan trọng, quan trọng là em thích. Vậy em có thích anh không? Một lần nữa. Dạ. Vậy em phải có thích anh không? Ok. Vậy em có thích anh không? Dạ em không nghe rõ. Vậy em có thích anh không? Dạ em không thích anh Hoàng rapper. Quý á, đem phiên dịch cho bạn đó. Trời ơi, lòng tốt còn bị chà đạp. Khá giả ghê. Hên ghê, chứ nói thích là vợ tôi cạo đầu tôi. Em á, có thích anh Dong-hun không? Dạ nhìn anh Dong-hun thì rất có cảm tình. Và anh còn thích rap hip hop giống em nữa. Em thích những bạn thích rap hip hop giống em. Bằng hắn vậy thôi. Nhẹ. Rồi bây giờ chúng ta hãy thể hiện tình cảm nào đó của Nhi dành cho Dong-hun nào. Bạn có cái gì đó nó lãng mạn bằng một câu nói tặng cho Dong-hun không? Tôi né hoàng bền để dính tôi nữa. Một tràng pháo tay dành cho cô nàng này nào. Cảm ơn em, cảm ơn bạn. Mà cô ấy nói là mình là vũ công, là dancer. Dạ. Bạn tin không? Tôi không tin. Em tin. Anh không tin. Tại sao không tin? Phải con nhảy mới tin. Đúng không? Cái gì cũng phải có dẫn chứng. Phải chứng minh. Ok. Rồi, em nhảy đi. Dạ bây giờ em xuống. Nhảy. Không phải là nhảy từ đó xuống mà lại chỗ nhảy tác nghiệp đi em, tác nghiệp á. Ok. Trời ơi, nhảy hả? Tưởng thương nhảy thiệt luôn. Là cô ấy tưởng rằng mình kêu cô ấy nhảy từ đó nhảy xuống. Bây giờ? Bây giờ.
liều thiệt. Gái Việt Nam vậy đó. Làm như người nhện. Làm như người nhện. Nhạc, music. Ấn tượng, đẹp. Oh, đẹp. So good. Oh.